Yo, hello mọi người, mình là Hào đến từ Flow Academy. Thì hôm nay mình có một buổi bốc thi cho lớp 25 tháng 6 tại công viên quận 4. Giờ bắt đầu ha. Rồi mời bạn đầu tiên, Trương. Rồi hello Trương. Dạ em chào thầy ạ. Này có sợ hay có gung gì không? Dạ cũng có hơi gung gung, tại vì đây là thi thử đầu tiên ạ. Dạ nói chung thì em cũng hơi lo sợ bài Lông Chim Pomodoro. Còn mấy bài khác thì em cũng đã, nói chung là cũng đã nắm ổn ạ. Rồi ok, thì giờ mình bốc luôn ha. Anh được get style pass. Anh được get skin pay. Skin pay à. Quên ngữ pháp. Quên ngữ pháp mình gung quá này. Rồi cái này tự tin không? Dạ tự tin à. Chắc chắn không? Dạ chắc chắn. Ok, vậy hẹn em bữa thi thử nha. Dạ. Ok, bye bye. Rồi bạn kế tiếp ha, mời bé Lan Đạt. Em còn làm ở đó không ta? Hello bé Lan Đạt, nay tự tin không? Dạ rất là tự tin này. Chắc không? Dạ. Dạ cũng hơi sợ bài Lông Chim này. Cái bài này bài như cơm bữa mọi người, ai cũng sợ hết. Mà giờ lỡ vô đề này thì sao ta? Chơi không thầy chứ giờ sợ. Thầy không? Dạ thiệt. Giờ bóc ha. Dạ. Ok. Biết này dễ không? Dạ dễ thôi. Chắc không? Chắc. Này tự tin không? Dạ tự tin thầy. Này là kiểu rất là tự tin luôn. Dạ, đúng không? Dạ. Thôi gì hẹn gặp Đạt bữa thì thử ha. Dạ. Ok bye bye Đạt. Nguyễn Thái Thịnh. Ê, nào đổi áo Thịnh đi. Hello Thịnh. Hello thầy. Trời nó bán này hư sinh quá vậy. Hôm nay mới ấy ra. Hơi ghê. Nói chung là thầy đừng tìm hiểu xấu. Chứ thì nay bắt đề thi thì biết rồi đúng không? Dạ biết thầy. Thì có sợ gì không? Sợ chứ, sợ rất nhiều. Sao sợ, sợ cái đề gì? Thì nó Lông Chim á thầy. Thầy thấy dễ mà. Đó là đối với thầy, em nghĩ khác. Dạ, rồi ok, thôi giờ mình bốc ha. Được, được, quá được. Quá được đúng không? Giờ thì cái bài này có tự tin không? Tự tin thầy. Chắc không? Nó cũng như tóc em. Ok, tự tin như cách mà bạn em làm với em vậy đúng không? Không, không, cái đó không phải. Cái đó không phải. Rồi vậy thôi ha, hẹn Thịnh bữa thi thử nha. Rồi. Mời bạn tiếp theo Nguyễn Bác Cầm. Hello Cầm. Hello thầy. Ủa? Sao mình im cái ta tưởng mình hiền. Không nổi cha mày làm cái chuyện lợi gì nữa nó mày. Ok. Hello Cầm. Hello thầy. Trời ơi hơi dịu. Rồi, rồi, hello Cầm. Trời ơi. Vô nha, hello Cầm. Hello thầy. Thì hôm nay là một buổi bốc đề thi á. Thì không biết là em có cảm thấy sợ cái đề nào không? Hay là em thích cái đề nào đó không? Dạ không này, đụng là trùng. Ghê. Đỉnh. Rồi, giờ mình bốc ha. Dạ. Giờ, giờ không, bây giờ nếu vô Lông Chim thì sao? Thì chết luôn lại đâu nữa. Ok, tự tin. Bạn này có tự tin nha mọi người. Rồi, bấm này nha. Thì dứt rồi thầy. Dứt rồi đúng không? Rồi. Thôi vậy thôi thì hẹn em buổi thi thử nha. Dạ rồi. Okay, see you Cầm. Cảm ơn em. Hello Thuận. Hello thầy. Hello. Rồi thôi, tiếp tiếp đi thầy. Trời ơi. Ê, bữa em làm mẫu cho lớp Hoàng Huy là mẫu gì? Ivy League. Giờ vô đề này luôn rồi. Chắc số rồi. Số rồi. Thôi hẹn Thuận bữa thi thử nha. Em có sợ hay là in the ghost king fight này dễ không? Dễ thầy. Thầy không ba? Thì cái này nhiều mẫu này. Rồi ok hẹn em bữa thi thử nha. Dạ. Ok see you. Rồi có đèn rồi. Đây, ngày đầu tiên ở công viên thầy thấy thế nào thầy? Thấy các bạn cũng ổn, ok với cả được. Trời má ta đang quay vô để ý này. Ủa là sao vậy? Hello thầy. Hello. Nay ngày đầu tiên ở công viên thầy thấy thế nào ta? Được khách cũng đủ để đủ cho các bạn để cắt. Và các bạn cắt cũng tạm được không? Cố gắng chắc là phải luyện thêm nữa. Nhiều hơn nữa thì để cho các bạn xứng tay nghề với cả đủ tự tin hơn. Hay dàn anh thấy thế nào? Dạ áp lực không thấy, trầm cảm đó thầy. Sao vậy? Bay tìm hết cái đất nước Việt Nam này có ai mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương như tao không? Lần đầu ở công viên đúng không?
Mệt không mệt không? Không mệt lắm rồi. Nay cắt được mấy đầu rồi? Đủ hai cắt gì là tốt rồi đó. Nên thầy chú tốn tội chú đi vô. Rồi ok, cảm ơn chú, cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Chú cảm thấy thế nào khi các bạn cắt vô mình ta? Thấy vui mà, bình thường mà. Dạ. Các bạn cắt ok đúng không chú? Ok ok. Thì lần sau chú lại nhớ lời ủng hộ nha. Ok. Cảm ơn chú. Rồi ha, thì không biết là ghét. Ghét. Thôi nha. Ok. Ok đi rồi. Rồi mày mày nó theo cô Bình Như. Okay, hello mọi người. Trời ơi, cho mọi người thấy. Quay rồi. Rồi mời bạn tiếp theo Ngô Quỳnh Như. Ok, hello thầy, hello mọi người. Hello Như. Thì không biết là bữa nay là nghề bắt đầu thi thử á. Thì Như có thấy cái đề nào mà mình sợ nhất khi bóc không? Không, em sẽ không sợ đề nào. Nó đến tùy duyên thôi. Rồi giờ mình bóc ha. Dạ. Ok. Đúng quá vậy. Rồi giờ nhấn cái đây nha. Nhấn đây đúng không? Đúng rồi. Đừng có đông chim nha. Ai đông chim chưa? Chưa, chưa lông chim mỏng. Chân hợp ấy. Giờ tôi bấm, tôi bấm chim mỏng nha. Ok rồi, giờ bấm dùm hộp nha. Bấm dùm hộp nè. 1, 2, 3. Rồi, ông dính lon chim đúng bây đó rồi. Không, không rồi. Đã xin chào bạn dưới thầy em nói nè. Alo. Giờ dính lon chim mà sao giờ? Alo. Em nói gì đi. Dính lông chim mà sao giờ? Má đúng bồ nghe giọng đúng gầu. Thôi hẹn hợp với thử nha. Thiệt mà. Rồi tắt đi. Không, sót quýp. Ok, cảm ơn em. Giờ còn mình lên em á thì cái bài đóng phim nó chất rất là cao nha. Ủa? Trời ơi. Rồi ha, vậy là hôm nay đã kết thúc một cái buổi bốc đề thi rồi. Tôi buồn quá. Lớp nào tôi làm MC cũng ra lông chim hết, trừ lớp này không ra. Buồn quá. Hẹn lớp sau lớp 9 tháng 7 mình tiếp. Bye bye.